Chi tiêu tiêu dùng giúp kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 vừa qua. Nghị quyết 58 tháo gỡ nhiều vấn đề nổi bật về chính sách và pháp lý cho dự án bất động sản. Các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt sẵn sàng phương án tăng cường phục vụ dịp cao điểm ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cường thêm một ngày 4 chuyến, bình thường là tôi chỉ có 2 chuyến trong ngày thôi. Tăng thêm khoảng 50%, mở thêm các quầy bán vé dự phòng để phục vụ cho lượng khách có thể tăng gấp 3 lần so với ngày thường là cách mà các nhà xe sẽ triển khai. Thông tin này cùng nhiều thông tin cập nhật khác sẽ có trong chương trình Tài chính Kinh doanh sáng nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Mở đầu chương trình sáng ngày hôm nay sẽ là những tin tức mới nhất từ thị trường tài chính quốc tế. Và trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam thì cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều đồng loạt tăng điểm mạnh. Có thể nói là những cái diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ đã phần nào trong phiên này thì đã phần nào lấn át những sự lo ngại về tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ. Trong phiên thì chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà đi lên của thị trường với mức tăng là 2,43%, đánh dấu ngày giao dịch tốt nhất của chỉ số này kể từ tháng 3. Dow Jones và S&P 500 cũng ghi nhận ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 1. Bất chấp những lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế Mỹ trong quý 1 vừa qua, thị trường vẫn khởi sắc nhờ sự bứt phá của nhóm công nghệ. Ấn tượng nhất phải kể đến mức tăng 13,93% của cổ phiếu Meta, công ty mẹ của Facebook, sau khi công bố báo cáo tài chính vượt dự kiến và triển vọng kinh doanh tích cực. Cổ phiếu của nhiều hãng công nghệ hàng đầu như là Amazon, Alphabet, Microsoft và Apple cũng bật tăng trong phiên này. Và những tác động tích cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ lớn thì đến từ phố Wall thì cũng được kỳ vọng là sẽ tiếp tục kéo dài trong phiên ngày thứ năm này. Ngay sau khi phiên giao dịch ngày thứ năm kết thúc thì Amazon cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 với doanh thu và lợi nhuận thì vượt mức dự kiến. Doanh thu quảng cáo tăng nhanh và những kết quả thuận lợi trong mảng dịch vụ web và quảng cáo thì đã giúp thúc đẩy hoạt động của hãng công nghệ Mỹ này, và xu hướng trên được kỳ vọng là sẽ tiếp tục duy trì trong quý tiếp theo. Có một thông tin rất là đáng được quan tâm, đó là số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy tăng trưởng GDP quý 1 của nước này chỉ đạt là 1,1%, giảm mạnh so với mức là 2,6% của quý 4 năm ngoái. Mới nghe thì thấy có vẻ bi quan, thế nhưng mà nhiều tờ báo lớn của Mỹ lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Hãy cùng tìm hiểu qua phần điểm báo của phóng viên Lê Minh, thường trú tại Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. GDP của Mỹ tiếp tục tăng trưởng quý thứ 3 liên tiếp nhờ chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục vững mạnh dù lãi suất cao hơn là nhận định của nhiều tờ báo lớn của Mỹ tuần này. Tờ Thời báo New York nhận định người tiêu dùng Mỹ đã tỏ ra kiên cường khi đối mặt với cả hai thách thức là giá cả và chi phí vay đều tăng cao. Chi tiêu trong quý 1 sau khi được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng 3,7%, cao hơn nhiều so với mức 1% của quý trước đó. Đáng chú ý là chi tiêu cho du lịch và ăn uống tại nhà hàng tiếp tục phục hồi và chi tiêu cho mua sắm hàng hóa cũng đã tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp. Cùng quan điểm này thì tờ tạp chí Phố Wall cho biết 3,7% trong quý 1 là mức tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân cao nhất kể từ quý 2 năm 2021. Do chi tiêu của người tiêu dùng là động lực chính cho tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, vì thế sự kiên cường của người tiêu dùng Mỹ được cho là yếu tố giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới này chưa rơi vào suy thoái như nhiều dự đoán đã từng đưa ra. Với tiêu đề một cuộc suy thoái được dự đoán rất nhiều ở Mỹ vẫn chưa xảy ra nhờ người tiêu dùng, tờ MarketWatch lý giải. Thứ nhất đó là người tiêu dùng Mỹ đang tận hưởng một thị trường việc làm tốt nhất trong nhiều thập kỷ với tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng 54 năm qua. Nhờ đó mà hầu hết những ai muốn đi làm đều có việc làm. Thứ hai đó là thu nhập của người lao động cũng đang tăng nhanh do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động, dù vẫn chưa đủ để theo kịp với lạm phát. Tất cả điều này giúp người tiêu dùng có tiền để chi tiêu và thực tế là họ đang mở hầu bao. Và chừng nào tỷ lệ thất nghiệp còn thấp thì xu hướng này vẫn còn tiếp diễn. Tờ Business Insider thì cho biết là các nhà thầu xây dựng hiện đã bán được những ngôi nhà ngay cả khi chưa được khởi công. Giá năng lượng đã giảm đáng kể so với năm ngoái và tăng trưởng kinh tế toàn cầu dù chưa phải là tốt nhưng rõ ràng là đang tốt lên chứ không tệ như năm ngoái. Theo báo chứng Mỹ, những yếu tố đó có thể giúp các nhà kinh tế học thay đổi cách nhìn về triển vọng của nền kinh tế Mỹ, cụ thể là thay từ cùng với chữ R vốn được nhắc đến nhiều trong 2 năm qua, đó là recession, nghĩa là suy thoái, thành resilient, nghĩa là kiên cường hay có khả năng phục hồi. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam tại Mỹ. Có thể thấy là báo chí Mỹ nhìn nhận rất là tích cực về con số tăng trưởng chỉ là 1,1% của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và cũng nhằm thúc đẩy hoạt động chi tiêu tiêu dùng thì Trung Quốc đang triển khai nhiều biện pháp để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi
của nền kinh tế. Các ga tàu điện ngầm địa điểm phục vụ cho các hoạt động di chuyển của người dân giờ đây thì cũng đã được điều chỉnh để có thể khai thác tiềm năng tiêu dùng khổng lồ từ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Tại nhà ga ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, một cửa hàng tiện lợi dưới lòng đất vừa được mở cửa bên trong trạm dừng tàu điện ngầm đã nhanh chóng thu hút nhiều hành khách, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi tối. Mặc dù có quy mô nhỏ, nhưng cửa hàng vẫn có đầy đủ gần 20 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm đồ uống, bánh mì và tạp chí. Cửa hàng cũng nhận đặt hàng trực tuyến trước, cung cấp dịch vụ nhanh chóng và dễ dàng cho hành khách trên đường trở về nhà sau một ngày dài. Tôi đã đặt hàng khi ở văn phòng và đến thẳng đây để lấy. Tôi mua một hộp gà rán, điều này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong khi đó, tại nhà ga thành phố Thế Kỷ ở Thành Đô, một tuyến đường chính dài 60m đã được phát triển thành con phố thương mại ngầm đặc biệt, cung cấp đủ loại dịch vụ cho hành khách. Đây cũng là một điểm kinh doanh sôi động, với tỷ lệ lấp đầy các cửa hàng trong nhà ga vượt mức 95%. Trung bình cứ 3 tháng lại có một thương hiệu mới bắt đầu hoạt động tại nhà ga, mang lại sức sống mới cho con phố thương mại nằm sâu nhất của thành phố. Nhà ga được trang bị các cửa hàng cabin di động, cửa hàng thông minh và cửa hàng tạm thời. Các hình thức kinh doanh đa dạng đang phát triển mạnh ở đây. Không chỉ dừng lại ở cung cấp hàng hóa, dịch vụ, giới chức ngành đường sắt còn biến không gian ngầm rộng lớn của các nhà ga thành địa điểm hấp dẫn cho các hoạt động du lịch văn hóa. Một nhà ga khác tại Thành Đô mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật lấy cảm hứng từ tranh sơn thủy truyền thống của Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều hành khách đi tàu và khách tham quan. Các tác phẩm nghệ thuật đã được tích hợp hoàn toàn trong không gian của ga tàu điện ngầm, thể hiện được vẻ đẹp truyền thống và nét quyến rũ của văn hóa Trung Quốc. Với những loại hình dịch vụ đa dạng, các ga tàu điện ngầm của Trung Quốc được kỳ vọng có thể mang lại những trải nghiệm tiện ích tốt hơn, từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng chi tiêu khổng lồ của hàng triệu hành khách sử dụng loại phương tiện giao thông công cộng này mỗi ngày. Còn tại Đức thì tỷ lệ lạm phát tại nước này đã đạt đỉnh và sẽ dần hạ nhiệt trong thời gian tới, nhưng với tốc độ rất chậm. Đó là nhận định vừa được đưa ra trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO. Các chuyên gia cho biết làn sóng tăng giá tiêu dùng tại Đức đã vượt qua đỉnh điểm, với chỉ số kỳ vọng giá cả hàng tháng trong tháng 3 ghi nhận lần giảm thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành bán lẻ có kế hoạch tăng giá thì vẫn ở mức 20%, cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm qua. Do đó, lạm phát tại nền kinh tế Đức vẫn ở mức cao và sẽ chỉ hạ nhiệt rất chậm trong những tháng tới. Theo dự báo mới nhất của chính phủ Đức, tỷ lệ lạm phát năm 2023 của nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ ở mức là 5,9% và giảm xuống còn 22,7% vào năm 2024. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 58 tiếp tục đồng hành hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Điểm đáng chú ý, nghị quyết 58 tháo gỡ nhiều vấn đề nổi bật về chính sách và pháp lý cho dự án bất động sản, ghi nhận của VTV Money. Đang triển khai một số dự án bất động sản, doanh nghiệp này cho rằng hiện nay những khó khăn lớn nhất doanh nghiệp thường gặp phải là vấn đề giao đất, tính tiền sử dụng đất, thực hiện thủ tục, còn có sự chênh lệch tại các địa phương khác nhau dẫn đến chậm thực hiện dự án. Đối với nghị quyết 58 thì cái vấn đề tháo gỡ khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp chính là vấn đề pháp lý. Để giải quyết được vấn đề pháp lý thì cần cái sự thông thoáng, cần sự tháo gỡ về khung pháp lý. Những cái khoảng trống trong luật, đặc biệt luật đầu tư và luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai. Riêng với lĩnh vực bất động sản, từ cuối năm 2022 đến nay, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ. Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho rằng những vướng mắc về pháp lý trong ngành bất động sản thì rất cụ thể. Do đó, cùng với nghị quyết 58, cần có những tổ công tác giải quyết trực tiếp. Một số dự án mà vừa rồi tổ công tác của chính phủ vào giải quyết tận nơi ở Đồng Nai, ở Bình Thuận, thì chúng tôi được biết là đã tháo gỡ được một số các cái dự án. Và cái cách làm như thế thì có thể là sẽ giúp cho các dự án của nhiều doanh nghiệp là sẽ có những cái tiến triển. Tuy nhiên là cái việc này nó mới đang là thí điểm ở một số tỉnh, cho nên chúng tôi cho cái hiệu quả còn phải tiếp tục nhân lên. Để nghị quyết sớm được hấp thụ vào nền kinh tế, các thành viên thị trường cho rằng cần chấp nối, liên kết vai trò giữa các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, cần có thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương. Chúng tôi cho rằng ở đây cần phải có một cái thước đo đối với cái việc mà tổ chức thực hiện của các địa phương. Trong này cũng có đề cập là các cấp chính quyền phải nhanh chóng cụ thể hóa cái này. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái cơ chế kiểm tra đánh giá thì có lẽ là vẫn còn hơi ít. Để cái nghị quyết nó thực sự nó có hiệu quả đối với cuộc sống, đối với doanh nghiệp thì chúng tôi rất mong là có thêm cái khâu đó. Bất động sản là lĩnh vực có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề khác.
đóng góp trung bình của ngành xây dựng và bất động sản vào GDP các năm gần đây chiếm khoảng 11% tổng thu ngân sách, trong đó ngành bất động sản trực tiếp chiếm khoảng 4,5%, đóng góp trung bình khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Do đó, sớm tháo gỡ và phục hồi lĩnh vực bất động sản sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Nhiệm vụ giải ngân từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong cuộc họp tổ công tác số 2 thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công với 17 bộ cơ quan trung ương. Được biết, đến hết tháng 4, tổng số vốn đã giải ngân của các bộ cơ quan trung ương đạt khoảng 21% so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều, trong đó nhiều đơn vị giải ngân rất thấp. Phó Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan trung ương nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm từ khâu đề xuất, thẩm định đến tổ chức thực hiện dự án, phối hợp giải quyết vướng mắc phát sinh, không để tình trạng không giải ngân được hoặc không đảm bảo tiến độ. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy quý 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 1,85 triệu tấn, thu về hơn 980 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân cũng đạt tới 529 đô la Mỹ trên một tấn, tăng gần 9%. Và theo tính toán, năm nay Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,5 đến 6,7 triệu tấn gạo hàng hóa. Xuất khẩu quý 1 năm nay của doanh nghiệp này đạt 15 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Sang đến quý 2, doanh nghiệp tiếp tục có thêm nhiều đơn hàng với giá trị lớn ở cả thị trường truyền thống lẫn thị trường tiềm năng. Chúng tôi vừa mới tiếp tục là ký vào cái thị trường rất khó tính, đó là Hàn Quốc, là lên tới gần 12 tấn và vừa mới đấu thầu xong là có khả năng sẽ trúng thêm 16.000 tấn nữa. Thế thì như thế là cái tình hình xuất khẩu chung của doanh nghiệp là năm 2023 là rất tốt. Từ các quốc gia như Trung Quốc hay là Ấn Độ hay là Philippines và một số quốc gia thì cái xu hướng mà dự trữ lương thực của họ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023. Và bên cạnh đó là cái giá lúa gạo hiện nay nó cũng rất là tốt. Thị trường diễn biến tích cực kéo theo giá lúa gạo trong nước cũng tăng lên khoảng 700 đồng một kg đối với thóc và 1.200 đồng một kg đối với gạo so với năm ngoái. Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu theo đúng định hướng, gia tăng xuất khẩu các chủng loại có thế mạnh, giá trị cao và giảm tỷ trọng xuất khẩu gạo thường, chất lượng thấp. Nhìn chung là cái thị trường thế giới là các cái nhu cầu và các hợp đồng chúng ta, các doanh nghiệp đã ký cũng đã đầy đủ và nhận định là cho cái việc phía xuất khẩu trong quý 2 và cho cả năm 2023 thì nhìn chung là nó rất thuận lợi. Đánh giá của Bộ Công Thương, những tín hiệu tích cực thì thị trường vừa là cơ hội cũng là thách thức cho Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu. Trong bối cảnh các rào cản về an toàn thực phẩm tiếp tục được nâng lên và cạnh tranh từ nhiều nước có nguồn cung khác, khâu kết nối doanh nghiệp với nguồn cung trong nước còn bị động. Từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia để hỗ trợ các thương nhân xuất khẩu gạo để tham gia các chương trình hội chợ, các triển lãm, để các hoạt động mà các tổ chức quốc tế có tổ chức để các thương nhân nắm bắt được tình hình xu thế của thị trường nhập khẩu để có cái điều chỉnh hoạt động sản xuất cho nó phù hợp với tín hiệu của thị trường. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược thị trường xuất khẩu gạo tầm nhìn năm 2030, rà soát sửa đổi các nghị định liên quan tới xuất khẩu gạo như nghị định 103, nghị định 107 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Liên quan đến việc lùi ngày mở thầu lần thứ hai đối với gói thầu thi công nhà ga và lắp đặt thiết bị tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, để đảm bảo các điều kiện đấu thầu cũng như để các nhà thầu tham gia có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ, ACV quyết định lùi thời gian mở thầu gói thầu này thêm 6 tuần, dự kiến đến giữa tháng 6 sẽ thực hiện. Việc gia hạn này cũng nhằm thu hút thêm các nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu. Nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ thì Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn vào các tháng đó là 5, 7 và 11 của năm nay. Với mức giảm giá khuyến mại lên tới là 100% thì chương trình thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp tham gia. Mục tiêu kích cầu tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ lễ năm nay thì kéo dài 5 ngày.
thế nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Hiện tại thì các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt đều đã lên các phương án tăng cường phục vụ dịp cao điểm này. Nhà xe tuyến Hà Nội, Yên Bái này dự kiến tăng gấp đôi số chuyến khi lượng khách đi lại dịp lễ tăng lên. Chúng tôi sẽ tăng cường thêm một ngày 4 chuyến. Bình thường là tôi chỉ có 2 chuyến trong ngày thôi. Nhưng mà ngày lễ chúng tôi sẽ phục vụ sáng trưa chiều tối. Tại bến xe Mỹ Đình trong 5 ngày nghỉ lễ, số chuyến xe cũng được tăng thêm khoảng 50%, dự kiến đạt hơn 900 lượt một ngày. Đồng thời, mở thêm các quầy bán vé dự phòng để phục vụ cho lượng khách có thể tăng gấp 3 lần so với ngày thường. 300 lượt xe tăng cường ở các tuyến như Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang. Bến cũng đã làm việc với các đơn vị vận tải, yêu cầu các đơn vị lái phụ xe cam kết chuẩn bị phương tiện, đảm bảo chất lượng cũng như là không xếp quá số lượng khách trên xe và không lấy quá giá quy định. Chúng tôi đã chủ động huy động, tăng cường cái lượng xe để đảm bảo phục vụ giải tỏa hành khách khoảng 200 đến 250 lượt xe một ngày. Chủ động phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, cùng Tổng Công ty Vận tải Hà Nội để tăng cường cái lượt xe buýt để phục vụ hành khách. Đến thời điểm này, vé tàu các ngày cao điểm 28, 29 tháng 4 gần như đã được bán hết. Ga Hà Nội đã lên kế hoạch tăng tối đa 55 đoàn tàu để đáp ứng nhu cầu hành khách dự kiến tăng gấp đôi trong dịp nghỉ lễ. Nếu như hành khách tiếp tục tăng thì chúng tôi sẽ bổ sung tiếp vào những cái ngày 29-30 sau đó. Người khách có nhu cầu đi thì nên có cái kế hoạch sớm để mua vé để mình có thể mua được cái loại chỗ mà theo đúng cái yêu cầu của mình. Ngoài việc tăng chuyến, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết cũng tăng cường 100% nhân viên trực 24/24 giờ trong các ngày lễ. Đồng thời, lên kế hoạch ngăn chặn xử lý những trường hợp cò mồi gây rối tại nhà ga. Vâng, đó là câu chuyện của đường bộ và đường sắt, còn hàng không thì sao? Theo ghi nhận của phóng viên VTV Money thì giá vé máy bay đã có sự điều chỉnh tại một số chặng trong dịp nghỉ lễ. Giá vé máy bay có giảm nhưng mà khách vẫn giảm vì trước đó họ đã chuyển hướng đi những nơi khác. Ghi nhận của chúng tôi tại Phú Quốc cho thấy tới thời điểm hiện tại khách đặt phòng chỉ khoảng 50% so với năm ngoái. Làm du lịch hơn 16 năm nay tại đảo Ngọc, nhưng đây là năm đầu tiên công ty du lịch này vắng khách đặt tour trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Mặc dù công ty đã triển khai nhiều gói tour phù hợp với các phân khúc khách hàng và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi nhằm kích cầu khách du lịch đến đảo, nhưng tình hình vẫn kém khả quan. Lượng khách năm nay so với năm ngoái thì có một sự chênh lệch rất là lớn. Ví dụ như năm 2022 sau 2 năm dịch đó thì một cái nguồn khách khổng lồ rất là lớn đã đến với phụ đảo Ngọc Phú Quốc, và năm 2022 thì để chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4 là chúng tôi phải gom tiền để ôm vé máy bay, ôm phòng khách sạn, chuẩn bị giúp tất cả những dịch vụ như con người, nhân sự để chuẩn bị cho một cái sản lượng rất là lớn. Còn với khách sạn này, dù trước đây luôn trong tình trạng hết phòng, nhất là vào các dịp lễ Tết, thì nay, ngay trong những tháng đầu năm 2023, khách sạn vắng khách, chỉ duy trì hoạt động cầm chừng và gần ngày lễ, khách đặt phòng vẫn chưa đến 40%. Mặc dù đơn vị cũng đã đưa ra các cái giải pháp để kích cầu du lịch như là các cái chương trình khuyến mãi promotion cho các cái tập khách chủ lực của đơn vị, đồng thời cũng là cắt bỏ các cái phụ thu cuối tuần rồi là phụ thu lễ Tết, có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nữa. Tuy nhiên thì nó tình hình vẫn chưa có mấy khả quan. Khảo sát sơ bộ tại Phú Quốc cho thấy hiện phân khúc lưu trú 4 đến 5 sao đạt khoảng 60%. Các cơ sở từ 1 đến 3 sao và khách sạn tiêu chuẩn khu vực trung tâm cũng chỉ đạt từ 50 đến 60%. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang dự báo trong dịp lễ, tổng lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 180.000 lượt, giảm gần 40% so với cùng kỳ. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Chỉ còn phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, trong khi thị trường thế giới thì vẫn hoạt động bình thường từ thứ hai tuần sau. Vì thế mà các nhà đầu tư có phần thận trọng hơn trước các quyết định lớn. Bởi vậy mà phiên vừa qua, sự giằng co vẫn tiếp diễn khiến các chỉ số chưa thể bứt phá. VN Index giảm nhẹ 1,17 điểm xuống mốc là 1.039,63 điểm, trong khi HNX Index và Upcom thì gần như đi ngang. Thanh khoản toàn thị trường cùng cài số lùi về mức là 10.400 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên trước.
Chúng ta hãy cùng tiếp tục những cái câu chuyện xung quanh mùa đại hội đồng cổ đông năm nay. Bên cạnh những các cái thông tin quan trọng về kế hoạch kinh doanh sẽ chi phối đến quyết định của nhà đầu tư, thì câu chuyện bên lề đó là những món quà tri ân cũng đang rất thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Ngay sau đây thì hãy cùng biên tập viên Phương Nam dạo một vòng đại hội đồng cổ đông xem những món quà này có gì đặc biệt. Xin chào quý vị, không biết là quý vị có đoán được tôi vừa đi đâu về không ạ? Vâng, tôi vừa đi gom quà tri ân từ các đại hội đồng cổ đông năm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là những món quà này có gì đặc biệt nhé. Mà khoan, trước tiên thì xin phép được bật mí với quý vị. Đây gần như đều là những món quà cây nhà lá vườn của các doanh nghiệp dành cho các cổ đông của mình. Và đầu tiên sẽ là món quà gì đây? Vâng, đó là hai chai dầu ăn thưa quý vị. Thực ra là phần quà này thì còn có một gói trứng ăn liền nữa, nhưng mà tôi lúc nãy đói quá đã bỏ ra ăn trước rồi. Và quý vị cũng đoán được món quà này đến từ doanh nghiệp nào rồi đúng không ạ? Vâng, đây chính là những món quà rất chân chất từ công ty cổ phần Dabaco. Và đây cũng chính là những cái sản phẩm của công ty. Và thú thực với quý vị là đi đại hội cổ đông nhiều như thế thì cũng khá là tốn xăng để di chuyển. Nhưng mà rất may là ở đây tôi lại có tới 20 cái voucher để đổ xăng từ đại hội đồng cổ đông của Lọc Hóa Dầu Bình Sơn. Cũng khá là tiện vì nhiều lúc chúng ta cũng không mang theo tiền mặt bên mình đúng không ạ? Nhưng mà kể cả là không mang theo tiền mặt cũng không sao. Vì khi mà chúng ta tới với đại hội đồng cổ đông của MB Bank thì tôi lại được phát phong bì tiền mặt là 500.000 đồng. Vâng, đi nhiều thì không chỉ tốn xăng mà cũng khá là khát nước. Đặc biệt là mỗi buổi tham dự đại hội đồng cổ đông lại kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Nên tốt nhất là chúng ta nên chủ động mang theo bình giữ nhiệt. Nhờ tham dự đại hội đồng cổ đông của VP Bank mà tôi cũng có sẵn luôn ở đây. Và ngoài ra, về nguồn lương thực năm nay thì có lẽ tôi cũng không phải nghĩ nhiều nữa. Bởi vì tôi mới được tặng 100kg gạo và 12 chai nước mắm Nha Trang từ Pan Group. Nói vui vậy thôi chứ để mà nhận được những món quà như thế này thì tôi phải sở hữu tới 25.000 cổ phiếu Pan cơ. Quà tri ân thì quả là đa dạng đúng không quý vị? Chả thế mà nhiều cổ đông lại rất là hồ hởi khi mà đi tham dự đại hội mỗi năm. Tuy nhiên thì sự sáng tạo của doanh nghiệp đôi khi cũng khiến cổ đông sững sờ. Như năm ngoái thì Sacombank chơi lớn khi mà tặng mỗi cổ đông tham dự nửa chỉ vàng. Thì năm nay mỗi cổ đông lại chỉ mang về 4 cây cốc. Và có thể thấy rằng là bên cạnh cổ tức, cổ phiếu thưởng thì các doanh nghiệp đang tận dụng tối đa sức sáng tạo của mình để đem đến sự mới mẻ cho mùa đại hội cổ đông. Vâng, thực tế sự sáng tạo về quà tặng cổ đông của các doanh nghiệp thì cũng mang nhiều hàm ý. Ví dụ như việc tặng chính sản phẩm cây nhà lá vườn thì vừa có thể tri ân mà vừa giúp cổ đông được trải nghiệm sản phẩm của chính công ty mình đang đầu tư, để từ đó mà có thể có thêm đánh giá về tiềm năng của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cũng có những cổ đông họ lại không quá quan tâm đến những món quà hiện vật, bởi điều mà họ hướng tới là việc được hỏi, được giải đáp nhiều hơn trong khoảng thời gian quý giá của đại hội đồng cổ đông. Thực ra cái món quà lớn nhất mà tôi muốn có được khi mà tham gia đại hội cổ đông là cái sự minh bạch. Và cái sự minh bạch nó thể hiện ra là cái phần mà trả lời câu hỏi ấy, nó phải đủ dài. Tôi sẽ không thích những cái đại hội cổ đông mà cái phần Q&A lại kéo dài chỉ có vài câu hỏi quá ngắn. Ví dụ kéo dài từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng và trả lời được đầy đủ các cái câu hỏi của nhà đầu tư. Bởi vì cả năm chỉ có một lần để cho nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, có thể hiểu được chiến lược của công ty trong suốt năm sắp tới để cho họ yên tâm để đầu tư. Thì tôi nghĩ cái món quà lớn nhất của mọi người thường là như vậy. Với sự tham gia của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cổ đông trong mỗi buổi đại hội thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp được ngay. Thay vào đó thì nhà đầu tư có thể tìm kiếm thêm các nguồn thông tin về báo cáo, về kế hoạch, về chiến lược của doanh nghiệp trên các phương tiện khác. Chương trình Khớp Lệnh của chúng tôi cũng liên tục cập nhật các dữ liệu này và bình luận trực tiếp cùng các chuyên gia. Quý vị có thể đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay trên các nền tảng số YouTube VTV24, ứng dụng VTV Go và fanpage VTV Money. Đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.